Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Bây giờ sẽ là trận đấu vòng 38 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Wolves và Manchester United. Manchester United đã chắc chắn giành ngôi vị Á quân của mùa giải năm nay sau trận hòa Fulham 1-1 trên sân Old Trafford. Lúc này điều quan trọng nhất với huấn luyện viên Solskjaer là trận chung kết Europa League với Villarreal và việc bảo toàn lực lượng mới là tiêu chí hàng đầu. Wolves cũng đã không còn động lực ở trận đấu cuối cùng này bởi họ đang xếp ở vị trí thứ 12 và không còn mục tiêu nào cả. Điều này đã được chứng thực ở vòng đấu gần đây khi mà bầy sói thi đấu thiếu động lực và thua liên tiếp trước Tottenham và Everton. Tuy nhiên một trận cầu như thế này cũng rất đáng xem bởi khi không có áp lực tâm lý, họ sẵn sàng mang đến cho khán giả những màn đôi công mãn nhãn, nhất là với các fan của MU. Manchester United sẽ vắng hai cầu thủ thường xuyên đá chính là đội trưởng Maguire và tiền đạo Martial. Tuy nhiên nhiều khả năng trong trận đấu này huấn luyện viên Solskjaer sẽ đưa vào sân nhiều cầu thủ ở đội hình phụ để họ có cơ hội cọ sát ở đấu trường ngoại hạng, bên cạnh đó là giữ sức cho các cầu thủ đá chung kết C2. Wolves vẫn không có những nhân tố quan trọng trong đội hình như Jimenez, Neto hay Podence. Nhưng có lẽ điều này không quan trọng, họ sẽ tập trung chỉnh làng những nhân tố trẻ tiềm năng mà một trong số đó là tiền đạo Fabio Silva. Ở 5 lần đối đầu gần nhất, Manchester United nhỉnh hơn hẳn đối thủ khi thắng 2 và hòa 3 trước Wolves. Tuy nhiên lúc này phong độ của hai đội là không tốt khi mới chỉ thắng ở 1/5 trận đấu gần nhất. Và như vậy tỷ lệ của trận đấu này là hòa được thua. Đây là một trận đấu khó lường bởi cả hai đội đều thi đấu với tinh thần không cao, có lẽ Wolves sẽ nhỉnh hơn khi có yếu tố sân nhà. Và nhiều cầu thủ kinh nghiệm, MU chắc chắn phải giữ quân cho Europa League và lựa chọn đội chủ nhà ở kèo chấp này. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận này là 23/4. 5 lần đối đầu gần nhất của Wolves và MU đều khép lại với rất ít bàn thắng, tuy nhiên đây là trận đấu cuối của mùa giải và không còn ý nghĩa về mặt điểm số. Rất có thể khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn đẹp mắt và tưng bừng từ cầu thủ đôi bên. Dự đoán của chúng tôi trận này Wolves và Manchester United hòa nhau với tỷ số 2-2. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, xin kính chào tạm biệt.